Lâu lắm rồi anh Phi không có trở lại làm clip để chia sẻ với các bạn qua những cái món đồ chơi mà anh Phi yêu thích. Bởi vì thông thường là vào từ khoảng tháng 1 tới tháng 3 thì anh Phi rất là bận rộn với công việc của mình. Thì công việc đó thì không có dính dáng gì đến đồ chơi hết. Anh Phi thuộc về những người làm nghề bên kế toán kiểm toán, cho nên mùa này anh Phi sẽ rất là bận rộn với những cái công tác về báo cáo tài chính. Thì cũng mong các bạn thông cảm là trong thời gian vừa qua anh lặn khá là sâu, và thực tế là tới hết tháng 4 anh mới quay trở lại. Nhưng mà hôm nay bạn anh Phi vừa mới đáp máy bay, hôm qua chứ không phải là hôm nay nữa, đáp máy bay và từ ở bên Trung Quốc về. Bạn anh thì là những cái hướng dẫn viên du lịch, họ đi qua bên đó thì anh có nhờ sách về cho anh một ít. Thì ngay ngày hôm qua anh Phi có nhận được 24 con này. Ai đã từng yêu cái đồ chơi yo-yo rồi á thì các bạn cũng không có xa lạ gì với cái con này đâu. Con này gọi là thần rồng đại dương hả các bạn ha. Thần rồng đại dương thì con này thiết kế theo kiểu 1A, và nó có cái khe nó tương đối hẹp và cái độ nhạy dây nó tốt, cho nên là dành cho các bạn mới chơi. Và nó sẽ có hai phần quay biệt lập, là phía bên ngoài này và phía bên trong nó sẽ quay biệt lập. Và bây giờ anh Phi sẽ chuyển cái góc máy xuống cái sản phẩm thực tế của anh Phi dưới này. Thực tế thì ngày xưa giờ anh Phi đã làm rất là nhiều về những cái đoạn clip về yo-yo rồi, nhưng mà thú thật với các bạn đó là cái đoạn clip riêng về cái con thần rồng mà đại dương 676201. Tại sao anh Phi kêu nó bằng 676201? Là cái con này là con hai phần quay biệt lập là 676201, nó còn cái con 676301 nữa. Nhưng mà con 676301 trong giai đoạn này anh không tìm thấy cái thông tin, cho nên là anh không thể nhờ bạn anh mang về để chia sẻ dùng cùng với các em. Thì hiện nay trên kệ hàng Abo cũng chỉ có khoảng 24 con này thôi, cho nên đó là ai nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Các bạn có thể ghé vào với Abo 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để lấy con này về chơi. Ý quên, xin lỗi, mua con này về chơi chứ lấy là ở cửa hàng không cho lấy đâu ha. Rồi, hoặc là các bạn Zalo cho cửa hàng Abo theo số 0907509342. Các bạn Zalo theo số của cửa hàng nha. Tại vì anh Phi khá là bận rộn, cho nên khi các bạn Zalo theo cái số của anh Phi thì anh Phi sẽ rất ít khi trả lời. Các bạn Zalo theo số cửa hàng 0907509342. Rồi. Các bạn có thể Zalo vào số đó và hỏi thông tin cũng như là còn hàng hay không, hoặc là các bạn có thể yêu cầu những cái việc gửi hàng tới tận nhà và thu tiền tận nhà. Ở bên cửa hàng họ sẽ giải quyết cho các bạn phần đó. Và ngày hôm nay thì anh Phi cũng không có nói gì nhiều hết, anh Phi sẽ khui ra để anh Phi xem coi cái chất lượng sao qua bao nhiêu mùa nó có khác biệt hay không. Cái sản phẩm này là sản phẩm mới toanh về luôn các bạn, cái sản phẩm mà mới về nằm trong thùng hàng, nó sẽ có một miếng ni lông nó như vậy nè. Và ở cửa hàng hiện nay anh cũng yêu cầu cửa hàng họ giữ lại cái miếng ni lông này để bảo vệ cũng như là để tránh bụi ha các bạn ha. Mặc dù cái hộp này nó nằm dày rồi nhưng mà nó sẽ có bụi ở bên, khi mà chúng ta lột cái lớp này ra thì nhìn nó đẹp thiệt, như nằm ở cửa hàng một thời gian, cửa hàng nằm ngoài mặt tiền đường thì khá là bụi. Sau khi lột cái lớp nhựa ra thì trông mà nó khá đẹp ha các bạn ha. Vỏ khá đẹp, cái vỏ bên ngoài cũng như là cái kết cấu. Và chắc chắn hàng này là sẽ là hàng của Audi rồi. 676201 hiện nay anh Phi không thấy hàng Phây, nó chỉ có hàng của Audi thôi. Đây là nhãn hàng của Audi. Và với hai dòng hàng tiếng Hoa thì thường nó sẽ có cái tem, nó gọi là cái tem hàng chống hàng giả của hãng Audi hả các bạn ha. Anh Phi sẽ không focus được ta, không focus lại được ha. Anh Phi không focus sâu hơn được. Rồi, anh Phi chỉ có cỡ này thôi. Đây là tem chống hàng giả và đây là cái dấu hiệu Audi YoYo Valentine ha. Nó có những cái này thì nó cũng qua rồi các bạn. Cái này hình như là nằm ở dòng Valentine 5 chứ không phải là dòng Valentine mới nhất. Valentine mới nhất nó nằm chung với Yocondo. Mà Yocondo hiện nay thì với cái phần 2, Yocondo phần 2 với cái nhân vật là người chứ không phải nhân vật hoạt hình thì anh Phi cũng chưa thấy. Nhưng mà có vẻ là anh Phi sẽ đang nghiên cứu đó. Anh Phi sẽ lấy về một cái con thuộc dòng 2A để các bạn dễ chơi hơn. Đó, nhưng mà một cái con tương đối lạ đối với giai đoạn hiện nay. Để các bạn có thể, nó không phải là con thần rồng mà nó cũng không phải là con thần hổ đâu các bạn, mà là nó sẽ là một cái con khác. Anh Phi nghiên cứu được rồi. Và cuối clip này anh Phi sẽ gửi các bạn một số cái hình ảnh của cái con đó. Và trong khoảng tầm nửa tháng nữa thôi, anh Phi sẽ có hàng con đó trong tay. Và khi có thì anh Phi sẽ làm review. Các bạn đừng gọi điện thoại hỏi anh Phi ơi khi nào có con đó ha. Khi nào có là anh Phi sẽ làm review ngay để các bạn chúng ta cùng chia sẻ ha.
Anh Phi khui bằng tay nó hơi khó, chỗ này nó gài rất là kỹ, cho nên anh Phi dùng cái con vít để anh Phi nại ở chỗ này ha. Làm không khéo thì chỗ cái hộp chỗ này nó sẽ bị hư. Đó, anh Phi nại chỗ này ra ha. Làm các bạn nói anh Phi cứ xé đi, nói ở xé thì cũng được thôi, nhưng mà hàng này thì thú thật với các bạn là cũng không nhiều, cho nên đó là anh Phi mượn đang quay cái cúp điện các bạn ha, cúp điện cho nên cái ánh sáng nó giờ chỉ còn ánh sáng trời thôi chứ không còn ánh sáng đèn nữa ha. Rồi đây cũng may là cái ánh sáng trời nó cũng khá tốt cho nên là chúng ta không có bị giật ha. Đây tại sao, tại sao nãy anh Phi nói nó là hai phần biệt lập. Đây khi các bạn nắm ở phía ngoài này, các bạn xoay nó vẫn xoay nè, thấy không các bạn, thấy không nè, đây đang tập dược gì đó các bạn, đang tập dược gì đó, họ họ báo cháy rồi, họ đang thông báo bên đây nè, không sao hết ha. Đây rồi đây là những cái con này rồi, cái việc mà vô dây giật nó thì anh Phi thấy nó cũng cũng không có gì là đặc biệt hết. Vô dây thì hồi xưa giờ các bạn chơi yo-yo thì cũng đã, anh Phi cũng đã hướng dẫn rất là nhiều lần rồi, là cái con yo-yo của chúng ta nằm ở đây và chúng ta sẽ xe nó ra đây ha. Rồi xe ra, rồi rồi xong rồi các bạn sẽ trồng vô, các bạn không tháo con yo-yo ra ha, chúng ta xe dây ra như vậy và chúng ta trồng vào và chúng ta thả dây ra từ từ. Rồi khi quấn dây thì các bạn dùng đầu ngón cái các bạn giữ lại, các bạn quấn khoảng 5 vòng 6 vòng gì đó, rồi xong rồi các bạn buông là chúng ta sẽ quấn được, thấy không? Đó, thì chúng ta quấn xong. Rồi cái nút thắt ở chỗ này thì các bạn đây, mở cái thòng lọng ra, đặt lên ha. Đặt lên nè, rồi kéo từ ở phía dưới kéo lên thì nó sẽ trở thành một cái thòng lọng. Các bạn đưa vô tay thì nó sẽ rất là chắc và từ ngoài chúng ta cuốn vào ha. Rồi, anh Phi sẽ giật cái con yo-yo này. Rồi, chúng ta sẽ dời góc máy chút xíu luôn, chúng ta mới giật được cái con yo-yo này ha. Đấy. Đây. Đây thấy rồi ha. Đó, anh Phi giữ lại nó vẫn còn quay nè. Thấy không? Nó vẫn còn quay nè, luôn nghe nè, thấy không? Đó. Rồi, anh Phi thì chơi yo-yo không giỏi. Không giỏi nha các bạn, hồi xưa anh Phi chơi yo-yo không giỏi. Nhưng mà anh Phi sưu tầm yo-yo được. Đấy, anh Phi vẫn giữ được liên lạc với con này trong bao năm qua. Và hôm nay thì anh Phi có được thêm 24 con nữa để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. 24 con không nhiều nhưng mà hy vọng là sẽ phục vụ được cho một số bạn yêu thích yo-yo ha. Và bây giờ anh Phi sẽ giữ lại con yo-yo này ở đây. Đúng ra nó sẽ có cái bộ là Thần Rồng Đại Dương là 676-201, Thần Rồng Đại Dương 676-301, rồi nó có Thần Rồng Hai Mặt của Yocondo nữa, hai cái hai mặt đó các bạn ha, cái phiên bản hai mặt đó hồi xưa anh Phi cũng có về được một ít đó các bạn nhớ không? Đấy rồi, cho nên là nó đang hú tùm lum hết, cho nên tạm thời anh Phi sẽ dừng cái clip mình ở đây và cũng kết thúc cái phần hướng dẫn cũng hấp dẫn đó các bạn, vừa làm mà vừa có chuông báo như vậy ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và các bạn có thể đến với cửa hàng Abo 49 Tùng Đảng, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để các bạn mua con này, hoặc các bạn có thể Zalo cho số 0907509342 để các bạn hỏi và yêu cầu dịch vụ giao hàng tận nhà, mà với điều kiện là ba mẹ phải vượt qua đó nha các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn với các clip hướng dẫn xin lỗi giới thiệu về một cái con Yocondo, dòng Yocondo Valentine 6 nhưng mà thuộc dòng yo-yo truyền thống con 1A ha. Nó có màu vàng ha các bạn, các bạn đoán tên thử xem. Và bây giờ cúp điện rồi cho nên anh Phi không có hình của nó để đưa vào, giống như lời hứa là anh đưa hình vào cuối clip, cho nên các bạn thông cảm là anh Phi sẽ không đưa vào cuối clip được. Rồi thông cảm ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.